Quang Vương xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu đến bác một chiếc đồng hồ được nhập nguyên chiếc từ đất nước Mỹ về mang thương hiệu Dewey. Nó được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1970 các bác. Cái mã em để là 3199. Nó có kích thước chiều cao em đo được là 2m18 và chiều ngang chỗ rộng nhất là 55cm. Như dòng thể các bác nhìn trên màn hình của chiếc đồng hồ ở đây. Rất là đẹp. Đất nước Mỹ thiết kế thì rất là đẹp và rất là hiện đại. Khi mà kê vào ngôi nhà của bác thì ba mặt tiếng chúng ta đều nhìn được cái quả lắc chuyển động và bác quả tạ. Mặt đồng hồ bên trên là mặt đồng hồ vàng, số nổ vàng luôn. Đó. Và có lịch thiên văn hay còn gọi lịch âm lịch, cái gọi Việt Nam của chúng ta 16 trang treo. Bên trên là hai cánh tay ôm lấy chế tình yêu, hai còn hai con thiên nga ôm lấy chế tình yêu. Bác thấy tổng thể của chiếc đồng hồ này rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Với bộ máy to, bộ máy hoa văn được sản xuất tại Đức, chơi ba bản nhạc, bản huyết, bản samix và bản badminton. Em ở bên trong để bác xem chiếc đồng hồ này. Đấy, rất là đẹp luôn, anh nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy. Và tình trạng còn khá là đẹp và khá là mới. Bên dưới là còn nguyên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, bao gồm tạo của một tuần trời nên tạo một lần được bác. Thì bây giờ mời các bác thưởng âm của chiếc đồng hồ này luôn. Em mở bên trong cái chiếc đồng hồ ra. Hiện tại em quên không đem cầm đèn pin rồi. Đấy, không cần đèn pin đâu, bộ máy rất là to. Và còn rất là vàng đẹp. Thì mời các bác thưởng âm luôn. Em mà cho đánh 15 phút. Và xem mic. Rất là hay đúng không ạ? Tiếp tục 30 phút và xem mic. Và nào, tính đàn piano rất là hay. Và đây là thương hiệu Dewey của USA và Mỹ. Và em sẽ gạt lên trên một nước nữa, nó sẽ là bản Whis. Đấy, trên nó sẽ bản Whis. Bản Whis thì cái giai điệu nó gần như cả bản Smith thôi, nhưng mà cái nút nhạc nó sẽ khác nhé. 45 phút. Hay đúng không ạ? Và cuối cùng để em xin gạt xuống bản badminton bằng truyền thống này. Đấy, em xin quay bằng badminton truyền thống. Âm thanh rất là ngân mà tính đàn tiếng nhạc ngọt ngào như tiếng đàn piano rất là hay của ba bản nhạc thì em đã vừa giới thiệu. Bây giờ em mở nút cái tấm hông ở bên này ra, vẫn nhìn kỹ hơn chiếc đồng hồ này. Đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ đây. Hiện tại em không soi đèn pin nữa nhé, tại vì đèn pin em đang để ở quên ông cầm rồi. Nhưng mà bộ máy có thể bộ máy to, máy hoa văn mà máy còn vàng đẹp như mới luôn, máy còn vàng đẹp như mới luôn và hoạt động rất là tốt. Ở bên trong này thậm chí là còn nguyên cái tem đấy nhé, cái nhìn là tem này. Tem của hãng xuất được nằm ở đây này, USA này. Các nhìn rõ không ạ? Đó. Vậy thì đây, em xóa rất là chi tiết và xem cái chiếc đồng hồ này luôn. Với ba quả tạ cũng còn rất là đẹp, mà quả lắc thì cũng còn khá là đẹp luôn. Quả lắc thì hơi bị ố một tiếp đây thôi, nhưng mà tụi nó chó mại còn rất là đẹp. Để em xóa chi tiết các bác xem luôn. Với đồng hồ như em đã giới thiệu thì ba mặt kính, ở đây có khóa này. Đấy, chúng ta tránh trẻ em thì chúng ta khóa xong rồi cắt chìa khóa đi thì trẻ em không thể nghịch được. Đó. Thì trên đây là con vẫn vượt đang giới thiệu được bác chiếc đồng hồ Dewey đến từ đất nước Mỹ và thấy rất là đẹp luôn. Em đang video trực tiếp gửi tới các bác đó và rất là làm video rất là chi tiết một chiếc đồng hồ Dewey thương hiệu Mỹ rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Cho âm thanh rất là hay, ba bản nhạc, ba mặt kính, máy to, số nổi có lịch thiên văn hay gọi lịch âm lịch với cơ chế chạy là cơ học khoảng một tuần trời chúng ta mới nên tạ một lần, khi tạ xuống chúng ta nên một lần. Và đây là một chiếc đồng hồ được nhập nguyên chiếc nhé, bác lưu ý cho em là nhập nguyên chiếc từ nước Mỹ về vì thế giá trị nó rất là quý bởi cái nguyên chiếc và rất là
đẳng cấp và rất là đẹp khi mà trang trí trong ngôi nhà của các bác. Thì hiện tại bên em Quang Vững thì rất là nhiều loại đồng hồ tạo cây khác nhau, ở nhà dưới kia cũng rất là nhiều, rất là nhiều những tạo cây luôn. Thì hôm nay em giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Rigoi này, thì em xin nhắc lại cái mã là 3199, chiều cao là 2m18, chiều ngang chiều rộng nhất là 55cm đấy, và giá rất là hợp lý luôn dành cho bác nào sưu tầm. Em giao lưu là 25 triệu, chỉ 25 triệu chiếc đồng hồ máy to chơi bài và nhạc này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồ cổ Quang Vững.